Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập, đó chính là chúng ta làm cái xe này. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một cái thanh này chúng ta làm trước nha. Tôi sẽ kéo nó lên một cái cubi. Sau đó tôi phải kéo cái thông số ở đây nè. Đây tôi kéo thông số. Đây tôi kéo thông số này. Ok, nếu các bạn muốn vuông các bạn đánh số vào đây luôn nha. Canon C này, Canon V ở đây. Ok. Sau khi xong rồi ấy, chúng ta sẽ vào đây chọn U UV. Đó, UV Open Editor này. Đó, sau đó các bạn chọn vào mặt. Đây là cạnh nhé, đây là điểm nhá. Điểm này, cạnh này, mặt này và khối này. Đó, ok, chúng ta chọn mặt. À không, đây không phải là khối đâu mà là đây là chọn tất cả. Đấy, ví dụ chúng ta chọn một mình điểm không nhá, chúng ta chọn không chọn tất cả này. À. Đây khi chúng ta chọn tất cả nhá thì chúng ta chọn một điểm là nó sẽ chọn cả bốn góc này, các bạn thấy không? Đây này, chọn một điểm là chọn cả bốn góc này, còn không chọn tất cả này, chúng ta chọn một điểm nó chỉ chọn đúng một điểm thôi. Ok, là chúng ta chọn tất cả này. Sau đó vào pattern pattern mapping. Đó, các bạn nhìn thấy không? Là nó sẽ chạy dài ra như này. Đây. Đây là hai cái đầu. Đó. Còn nếu chúng ta mà co kéo bằng skill ấy là nó không ra dài như này đâu nha. Dài để làm gì? Nó có cái hay, chúng ta skill nó lại. Skill với skill đều nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đưa cái map vào bằng cách như sau. Bên cái góc của cái UV đấy, chúng ta sẽ có một cái phần map này. Chúng ta chọn cái pick texture bitmap. Chọn đúng đường dẫn cho tôi. Tôi đang để ở cái phần download JPC. Download. Ok, 1, 2, 3 này. Open vào. Đó. Bây giờ các bạn muốn cho cái thanh này nó là gỗ loại nào? Tôi muốn cho là gỗ loại này chẳng hạn, đúng không? Thì tôi đầu tiên là tôi phải gắn nó vào đã. Nó có một thanh nhưng mà làm gì mà để nhiều miếng thế, đúng không? Chọn stick này, các bạn nhìn nhá. Đây cái này để ở đây nhá, các bạn nhìn này, chọn cạnh này. Chọn cạnh nhá. Kích một cái, xong kích chuột phải chọn stick selection là nó gắn với nhau này. Đó, thấy không? Cái đường trắng trắng này tức là nó đã được gắn với nhau, còn đường xanh xanh này nó đang bị đứt. Đây nữa. Và đây nữa. Ok. Sau đó là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ chọn tất cả cái này. Đấy, chúng ta cho nó skill lại tiếp chút nữa. Để cho nó nằm trong đúng cái. Chọn vào đây, chọn skill này. Giữ ship này. À không cần nữa, chúng ta chọn bình thường đi. Đó, chúng ta để vào đây. Đó, ok, cái này để ở đây. Rồi. Ok. Sau đó chúng ta tắt cái này đi. Kích chuột phải chọn collapse to. Nó đang ở mesh thì chọn sang là poly. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn M. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái miếng texture đó vào bằng cách chọn mainstream chính là M. Bình thường các bạn thấy là nó ở phần dạng compact lại shell này nhá. Các bạn để dạng compact cho tôi. Sau đó các bạn chọn vào cái phần default này, none này, vẫn đưa map vào bình thường. Đó, xong nha, chúng ta sẽ gán nó vào bằng cách kích vào đây, sau đó kích vào đây. Đó. Như vậy chúng ta đã được một thanh gỗ. Ok, được một thanh gỗ rồi. Bây giờ nhân cái thanh gỗ này lên thành 2. Để làm cái gì? Để làm cái đế bên dưới này, cái càng bên dưới này. Phần trên cong cong này ta làm sao? Giữ ship, kéo nó ra đây. Đó. Rồi chúng ta sẽ kéo cái này. Khi chúng ta cầm kéo cái này là nó sẽ dán thêm này, nó dán cái texture này, các bạn thấy không? Cứ kệ nó. Đấy, như vậy là chúng ta đã được hai đường rồi đúng không? Bây giờ cái thân ở dưới và cái thân ở trên nó phải khác nhau về chất liệu đúng không? Thì chúng ta vào đây để chọn cái thanh tiếp theo, thanh mới ấy, mới được nhân ra ấy. Chọn UV Open Editor. Ở đây lại chọn cái mép này, nó là mép 2 này, đó. Bây giờ chúng ta không để ở đấy nữa, mà chúng ta sẽ kéo vào cái texture khác.
ta kéo xuống dưới này này, các bạn thấy không, là nó lại thành cái map khác chứ nó không phải là cái map trên kia nữa. Ok, rất dễ. Đây đó, đấy, hai cái đấy thành hai cái chất liệu khác nhau, các bạn thấy được chưa? Đó, các bạn cho nó ngắn lại chút nha, cái thằng này nó xe nó ngắn ngắn chút nào. Đấy, ok, bây giờ lại nhân hai thằng này ra. À, đầu tiên chưa nhân hai thằng này ra vội, bây giờ nhân những cái thằng dọc dọc chứ, những cái thằng đứng này, thanh đứng này, một hai ba bốn cái này. Thì bây giờ chúng ta lại cần phải về mặt ép để chúng ta chọn skill, rotate giữ ship để nhân nha. Đó, các bạn thấy không? Còn các bạn muốn vuông góc thì lại chọn vào cái phần snap giữ ship, kéo này xuống. Ok, cho tôi. Rồi bây giờ skill nó vào. À, sẽ kêu nó vào chút nữa nào. Đó, và cái thanh này nó phải nhỏ hơn đúng không? Nó mỏng hơn này. Đó, nó mỏng hơn, nó nằm trong này. Và bây giờ tiếp tục lại chọn UV tiếp. Tiếng Anh chúng ta gọi là UV nhá, chọn UV tiếp. Chọn map tiếp. Bây giờ nhá, cái miếng này nó không phải là nằm ở đây, không phải nằm ở đây nữa mà nó nằm sang đây. Nó thanh gỗ khác mà. Đấy, chúng ta cho nó đơn giản vậy thôi, dễ hiểu thôi. Đó, ví dụ thế. Xong tắt nó đi. Collapse. Đây, chúng ta đã có ba cái chất liệu khác nhau rồi đúng không? Đó, như vậy là chúng ta đã có cái chất liệu khác nhau rồi. Rồi, bây giờ giữ ship. Chia 4 này nha. Thêm cái nữa. Ok. Như vậy chúng ta đã được một bên. Không cần phải chạy UV nhiều lần, chỉ chạy một lần thôi. Rồi bây giờ cái này thay đổi đi, UV đi. Thay đổi UV đi. Ok. Chọn Open. Xong lại chọn Map tiếp. Cái map này pick vào rồi mà. Đấy, chọn đây. Đó, trong Collab. Đúng không? Nó khác cái này. Đó. Cái này UV tiếp. Map. Kéo rộng ra, kéo dài ra chút chả sao. Ok, như vậy chúng ta đã có ba cái khác nhau, bốn cái khác nhau rồi. Bây giờ giữ ship về mặt top này, giữ ship. Kéo nó ra. Đó. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ chỉ cần thay mấy cái thằng này, thằng lớn này thôi, giữ vi tiếp này. Có vậy thôi. Làm đi làm lại hoài cái này à. Đến cuối cùng nó còn ra được cái sản phẩm của chúng ta rất là đẹp luôn. Đó. Ok, đây cái chất liệu này nó đang chất liệu nó đang không chưa được đẹp. Đây. Đây như vậy. Collab tiếp. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhân cái này ra. Giữ ship này. Chọn về mặt này nhá, giữ ship này, mặt L này. Cho nằm ngang nha mà, giữ ship. 90 độ đấy. Xong lại kéo nó vào đây. À, thằng này nó phải gần nhau lại chút này. Đấy, kéo vào đây xong chúng ta cho nó skill nó ra. Rộng dài dài nha. Về mặt top đúng không, tùy nhá, vào đâu thì vào, giữ ship. Ok, bây giờ thay đổi chất liệu này đi, UV không phải nằm ở đấy nữa mà chúng ta cho nó nằm ở chỗ khác. Đấy, có mấy thanh này thôi cho nó khác nhau đi. Ok. Rồi. Đấy, chúng ta xem này. Giờ nó sẽ có cái thanh nằm ngang đúng không? Thanh nằm ngang là lấy luôn cái thằng này đi. Giữ chip, kéo nó đây. Cho nó ngắn dài khác nhau.
Tuy nó phải được ốp từ trong chứ không phải ốp ngoài đâu nhỉ. Đúng rồi, ốp ở trong là đúng rồi. Xong giữ ship nhân nó ra. Muốn cho đầu này đầu kia nó tự nhiên đấy, nó dài ngắn khác nhau nó tự nhiên đi. Các bạn kéo cái này cho tôi, lệch lệch ra chút. Kéo dày chút. Thử ship. Và muốn thay đổi cái chất liệu thì chúng ta lại vào đây tiếp, lại thay đổi chất liệu. À rất là dễ không ạ? Nhỉ. Quá dễ luôn các bạn ạ. Cách làm thì không có cái gì thông minh bằng đấy chưa? Đúng không? Đó. Làm việc nó phải như thế này nó mới nhanh, như làm cái phim hoạt hình nó mới nhanh chứ. Làm lâu lâu mới được cái phim thì tính gì? Làm để kiếm tiền mà đi làm phim. Ok. Đó. Ở sau này cho nó tự nhiên chút ha. Đây lấy chọn một này. Đó. Ok, chả sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này. Ba cái luôn, giữ ship kéo nó xuống. Xong chọn giữ ship kéo giữ cái trò kéo này này, chọn, thích thì cho nó lên này. À nãy giờ chúng ta chưa có lưu nhá, không may nó mà ao một cái là thôi mất luôn cái file này. Lưu vào đi. Bài tập cái xe đúng không? Đừng có bạn nào xin file nhé, bởi vì cái này nó không lưu làm gì đâu. Nặng máy được cái gì. Đó. Trừ cái này ra, trừ cái này ra. Ok, nó chỉ còn mình cái này thôi đúng không? Giữ ship kéo nó sang đây. Đây, giữ ship kéo đây xong chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta lại phải giữ ship nhân nó ra tiếp. Ok. Xong chúng ta xoay nó. Hả? 90 độ đi. Rồi, 90 độ đẹp rồi đấy. Về mặt tốp đi. Nó đây cái gì? Ok. Xong lại làm cho vài quả nữa. Đây, giữ ship cá nhân nó ra đây. Xong. Rồi bây giờ lại làm gì? Kéo này xuống đây. Cái này thì đương nhiên phải nằm ở trên rồi. Tại sao cái này lại nằm ở trong? Là tại vì khi chúng ta đựng đồ vào đây ấy, nếu như nằm ở ngoài nó sẽ bật đi à, đúng không? Nằm ở trong nó còn có cái thì nó như cái này nó đỡ chứ, đúng không? À, làm nó phải nó như thế đấy. Nó không phải là thích là làm đâu. Kéo như đây chút. Đó. Rồi bên dưới là cái thanh rất là to, là thanh này ấy gì. Ok, to thì cho nó to lên. Chẳng sao cả đúng không. Cho nó lên đây thế này. Trừ đây ra. Cho nó lên. Đó. Chất liệu các bạn muốn cho nó làm chất liệu gì thì cho. Ẩn cái này đi, hoặc là thôi lấy một cái thôi, một bên thôi, lại chúng ta làm cái chất liệu khác đi. Chất liệu này nó hơi xấu vì nó mờ quá. Sang chất liệu này đi. Đó, ok, nhân nó ra. Thôi xong. Để căn chuẩn S nữa thì. Đây, xong rồi. Auto batch. Kích chuột phải. Open. 817. Chuẩn luôn 817 đây. À 85. 817 trên 17. Đây ta mất mấy giây rồi. Thôi được. Mấy giây cũng được.
Ok, chúng ta mở lại nhé, cái file này tôi hơi lỗi. Ok, chúng ta đã lấy lại được cái file rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ xóa này đi. Xong, ok, cái này được rồi. Cái này quay lại chúng ta kéo nó xuống chút. Sang chút đi. Xuống đây đi. Bên này to hơn đúng không? Chéo hơn đúng không? Ok. Vẫn vẫn như thế. Bên này anh thế. Chút xíu kéo nó ra thôi. Ok, thường ở đằng trước này nó sẽ có một cái ván rất là to để đằng trước này. À, không biết ngày xưa các bạn có biết cái xe này không, chứ còn tôi đấy. Sử dụng xe này suốt rồi. Đây. Giữ ship kéo lên. Nó thừa một cái đây để chúng ta ngồi này. Những cái này to. Tấm ván to, thường người ta hay làm cái tấm ván to để đây. Xe trâu mà. Đây có gác con trâu. Có cái gác. Ok. Ép. Xong. Giờ làm cái trục. Trục đấy ra, sinh ra cái bánh ấy. Nha. Nhân cái đấy ra rồi. Ăn hai ôn. Ăn select này đúng không? Quay về mặt này đi. Chọn vuông đi. Chọn mặt này và chọn cái mặt này nữa. Xóa đi, nhấn đen xóa đi. Đó là nó ra cái này đúng không? Chỉnh cái này vào giữa đi. Turbo Smooth. Ok. Chúng ta không cần phải turbo quá nhiều lần như thế. Turbo một lần thôi. Một lần thôi, ok, nhấn edit table poly. Để chúng ta sinh ra cái bánh xe ấy thì bây giờ nhá. À, trước khi turbo smooth là phải chỉnh UV đã. Cái này sang sắt đã. Ha. Đúng không? Cái sắt để làm gì? Sắt là để làm cái việc này mà. À, cho nhanh. Được chưa? Rồi. Bây giờ cái xe thì nó chúng ta sẽ hình dung nhá, đấy nó có trục, cái xe này chẳng có trục này. Chúng ta có cái trục đó. Kích chuột phải, edit table body. Giữ ship kéo nó ra. Xong giữ ship kéo lên. Vòng bi đấy, giữ ship này. Giữ ship tiếp. Giữ ship này. Xong lại giữ ship kéo vào đây. Xong lại chặn luôn này. Chặn luôn đi. Giữ ship kéo xuống. Chặn luôn ở đây. Kéo đây. Rồi. Lại skill vào tiếp. Ra. Xuống đấy, collapse ok, là ra cái trục đấy. Và cái trục này bây giờ thì chúng ta cần làm gì? Trước khi turbo smooth chúng ta lại quay vào đây, chúng ta chọn UV, UV tiếp. Xong chọn là open tiếp. Ha. Rồi chúng ta chọn tất cả đi. Ctrl A chọn tất cả đi. Bây giờ chúng ta mapping này, pattern mapping ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy này, nó sẽ ra từng cái khuôn một đây này. Rất là lằng nhằng, thấy không ạ? Các bạn thấy không? Kéo này rộng ra. Vậy chúng ta sẽ chọn cái này để cho nó mép vào với nhau lại nhá. Từ
từ chúng ta sẽ cắt từng cái một. Cắt từng cái một. Gâu này. Đấy, chúng ta UV từng cái một nữa này. Đấy, chúng ta biết, chúng ta mét nó vào. Xong chọn một cạnh nào đó, hoặc là chọn ngoài đây cũng được. Xong Bridge. Đấy. Bridge là để cho nó tan ra, à, để cho nó ngắt ra. Bridge này. Xong chọn Redirect. Đó, cho nó trải ra như này. Rotate cho nó thẳng xuống. Redirect rồi đúng không? Ok. Cho thẳng sang. Bỏ cái này đi là nó sẽ dễ làm này. Đó. Và chúng ta chọn bật map bình thường. Đây chính là cái này đây. Các bạn chọn vào cái này. Ok, tắt đi. Được làm từng cái một thôi các bạn nhá. Đó, ví dụ thế. Để làm cái lớn này, làm mấy cái lớn này trước. Ở đây làm cả cái này đi. Đấy, làm thí điểm vài cái như thế để cho các bạn hiểu được cái cách thức làm chúng ta là như thế. Chọn cái này. Đúng không? Bây giờ chọn một cái cạnh này đi. Bridge ra. Cái này anh chọn một cái cạnh đi. Đấy, cạnh chính là cạnh này đấy, bridge ra. Được bridge hai cái rồi chọn mặt này. Tool lại select tiếp. Ok. Nó nở ra rồi đấy. Nó nở xong như thế này ấy, chọn từng cái một để chúng ta xoay thôi. Và chọn cái map này thôi. Ok, như cái này thì cho nó nhỏ lại chút. Đó, đó là những cái lớn. Nó đã được rồi. Ví dụ còn đoạn này sao? Đoạn này thì giữ ship, hoặc là đoạn này không 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 ấy, như thế là chúng ta quét gần nó lại. Đó. Đúng không? Có cái mặt này thì chúng ta sinh sau. Đấy, mặt này trái sao trái như thế thôi. À, ok. Rồi. Bây giờ chúng ta đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chuẩn rồi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đúng không? Đấy, các bạn làm ổn cái như thế này nhá, để chúng ta sinh ra cái bánh xe ấy. Ấy chút tiếp. Mà có 4 cái thì xấu quá nhỉ. Tua smooth lên một lần nữa. Rồi editable poly đi. Sinh ra một cái hình nữa đi. Sinh ra cái này đi. Bằng cách là chọn cả trong giữ ship này. Đó, giữ ship nhá, là nó ra được một object mới này. Đó, nó có chẳng liên quan đến cái này nữa, nó là trục mới này. Rồi chúng ta sẽ sinh ra này. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái. Ok. Ấy chút. Đấy. Như thế này là ra cái bánh xe thôi các bạn. Đấy. Sau đó là các bạn sẽ để chọn tiếp cái dưới cùng này. Và lại giữ ship. Giữ ship tiếp, chọn cái vòng đấy, giữ ship tiếp và kéo này ra. Lại chọn clone tiếp. Để ra một cái mới ấy, để làm cái để làm cái độ dày này của cái xe này. Đấy, cho này tầm này đi. Tầm này đi, kệ nó. Xong chọn gì? Share. SE share. Đó. Xong edit table body cho tôi. Và chặn lưới cho tôi. Loop này. Ring này. Con đấy nhận được cả nấy đường luôn. Đấy. Cái này thì chọn
Đây, chọn này. Ring connect hai đường. Ok, chọn cái đường này để kéo nó vào, giữ ship kéo nó vào này. Giữ ship này. Đây. Tùy. Xong chọn cả hai cái thằng này turbo smooth nha. Đây toàn kiến thức cũ thôi. Chả có cái gì là mới cả. Có một cái này là chúng ta chưa có chặn ngang thôi. Chưa có chặn rành, ring này. Ring này. Con đấy. Ring này. Con đấy. Ok. Đối với cái này chúng ta chọn UV, chúng ta chọn M bình thường, Metray bình thường, chúng ta ném nó vào. Chúng ta sẽ ném một cái Metray khác vào đi. Cái này chúng ta làm cái khác. Turbo Smooth tiếp. Cái miếng này nhá. Chọn đây, giữ Ctrl kích vào đây. Go, 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 go. UV tiếp. Cho vào đây. Cho nó ra đúng không? Đây cái sắt mà. Đó. Ok. Đấy nó như thế đấy. Unwrap. Bây giờ chúng ta mới phóng to cái này lên. Group nó lại. Phóng to này lên. Để làm cái bánh xe đấy. Chúng ta chưa cần phải chỉnh luôn ngay từ đầu đâu, chuẩn luôn ngay từ đầu đâu nhá. Cứ làm thoải mái đi. Xong bắt đầu cái này là chúng ta làm to lên. Đó. Bà đăng ký video. Ok, xin lỗi các bạn. À, chúng ta cho cái này to lên. Đó. Các bạn cho này vào đây. Ok. Cái này muốn làm cẩn thận một chút thì cũng được thôi, nhưng mà đấy chúng ta làm như thế. Chúng ta chọn cái này cho nó vào đây để chúng ta skill nó dễ này. Kéo nó vào đây. Nó là cái bi ấy. Đấy, tùy cái cách chúng ta ấy thôi. Xử lý thôi. Cái này thì cứ cho cái này vào đây là UV này chúng ta sẽ phải không trái thì chúng ta cứ làm xong rồi chúng ta dùng cái này đi. UV unwrap này. Đó, chọn book đi đã. Editable poly đi. Cái này làm tạm thôi nhá. Chúng ta lấy cái UV đi. Thế chờ đi. Gỗ thì chúng ta tùy loại nào chúng ta lấy. Cái này các bạn lên mạng các bạn search ra. Ra nhiều lắm gỗ này. Làm cái này đấy nhá. Đây vào Photoshop để mình vào vào 3D để mình loát một cái mới vào thôi mà, để mình đổ thử tạm vào cái để mình nhìn đấy. Nhìn trước thôi. Chứ còn á, đây, đổ tạm vào là nhìn trước thôi nè. Đó, ok. Chọn book. Ở đây này chọn U cái dưới này nhá, cái UV dưới này. UV map không này. Xong chọn book cái. Rồi, con lát này đó. Ok. Vậy đó. Rồi. Đó, như vậy là chúng ta đang có được một cái
Hai này có thể group lại. À mà không, không cần group. Trường hợp này chúng ta có thể bỏ cái tu bù đi. Rồi chúng ta attach nó vào đi. Nó đang hỏi cái texture có giữ không nhá, giữ nguyên. Xong chọn symmetry. Đó. Kéo nó xuống. Tiếp. Kéo này xuống đi đây. Giữ ship. Kéo đây. Các bạn để ý nhá, ở những cái xe của chúng ta nó sẽ có những cái này nè. Thế chờ nó thế kệ nó đi. Đó. Nó như thế. Ở đây nó còn có cái đinh ốc. Chọn cái cylinder. Sau các bạn chọn auto guide. Đó, đinh vít đây. Lại cũng UV tiếp. Cho nó cái pick cho nó cái map. Pick map như lúc trước đấy. Thế này thôi mà. Chọn cái này và đập nó ra thôi. Con láp đi đã. Con láp chưa thấy gì đâu. Chưa thấy gì hết. Bây giờ phải đổ cái UV này vào nó mới thấy này. Đó. Bạn thấy không? Đó. Như thế đấy. Để làm cẩn thận một cái phim hoạt hình chúng ta không phải chú tâm vào nha. Đấy, một ngày chúng ta dựng như này thôi, đến ngày thứ hai chúng ta dựng thêm nhiều cái chúng ta quen dần đấy chứ. Đó. Ok. Đấy. Thế này thôi. Cách làm nó cũng đơn giản mà, chẳng qua tôi làm đi làm lại nhiều lần nó thế thôi. Có cái bánh này các bạn muốn thì các bạn cho nó turbo smooth nó đẹp lên. Đó. Mượt mà ngay. Còn muốn không muốn chất liệu nữa thì các bạn cứ đổ một một chất liệu thôi đã, nhìn xem nó đã đẹp hay chưa. Đây. Ok. Đó. À đang còn bị cái ấy đây này. Bị cái đấy không không sao. Chọn cái này, skill nó rộng nha. Rồi. Thế là hết thôi mà. Đó. Ôi lại rộng quá. Rộng quá lại thiếu cái kia. Thôi tùy nó. Ok. Cái đấy mình chỉnh sau. Nhưng cái đấy rất dễ chỉnh. Đấy. Đây là cái bài rất là đơn giản như thế này thôi. Chúng ta làm có một lúc thôi mà. Có gì đâu mà khó. Đúng không các bạn? Ok nhá. Các bạn làm đi. Có gì không hiểu thì chúng ta sẽ nhắn tin cho tôi. Hỏi nhá. Chào các bạn và hẹn các bạn ở video sau. Chào tạm biệt.